Những lời Phật dạy về buông bỏ Lời Phật dạy về buông bỏ sẽ giúp bạn bình yên trong tâm hồn và buông bỏ hết những mệt mỏi, phiền não trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những hiểu lầm, cãi vả trong các mối quan hệ từ công việc đến học tập. Và sau những lần to tiếng tranh cãi với nhau hay những lần bạn gặp phải áp lực trong công việc như thế, sau cùng thì chính bạn và những người xung quanh cũng bị tổn thương. Chúng ta cứ mãi giữ cảm xúc tiêu cực trong mình mà không chịu buông xả nó đi, Đến cuối cùng thì chính bạn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lời Phật dạy về buông bỏ sẽ giúp bạn bình yên trong tâm hồn và buông bỏ hết những mệt mỏi, phiền não trong cuộc sống. Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Những lúc gặp chuyện không vui trong cuộc sống con người cần phải bình tĩnh để suy ngẫm lại cuộc đời, loại bỏ những tham, sân si và sự bất an trong lòng mình. Mọi phiền não của con người đều do tâm ta cố chấp. Phật dạy chúng ta rằng, trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Xả bỏ, buông bỏ những tham, sân, si để hồn được an lạc, thể xác được tự do. Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát biết đủ chính là buông. Con người sống trên đời cần phải biết buông bỏ những thứ khiến mình phiền não. Hôm nay vì tắc đường nên bạn đi làm trễ, chính vì lý do đó mà bạn hậm hực bực mình cả buổi sáng. Thực tế thì bạn có thể nghĩ đó là một sự cố nhỏ thì mọi thứ đã được đơn giản hóa. Hay bạn làm việc, nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả nhận lại không được như mong muốn. Lúc này bạn bắt đề ở UHOI hận vì khoảng thời gian trước không chăm chỉ làm việc, thực tế thì hối hận cũng không giúp bạn có thể thay đổi thực tại. Thế nên đừng bao giờ hối tiếc vì quá khứ mà hãy dành công sức cho hiện tại, nỗ lực thật nhiều. Hãy ngưng viện cớ cho sự lười biếng của bạn, đừng trì hoãn công việc. Việc gì muốn làm thì hãy làm ngay chứ để ngày qua ngày mọi thứ sẽ trở nên mệt mỏi và chính trong lòng bạn đang cảm thấy bất an. Bất an vì bạn bè xung quanh ai cũng thành công, duy chỉ có riêng bạn là đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình. Biết buông bỏ quá khứ thì bạn mới có thể bình an và hạnh phúc. Buông bỏ quá khứ là điều mà ai cũng phải làm, Quá khứ có đẹp đến mấy thì dù bạn có dành bao nhiêu thời gian để nhớ về nó thì nó cũng chẳng thể quay lại nữa rồi. Khi bạn bắt đầu biết chấp nhận rằng quá khứ chỉ để hoài niệm và hiện tại mới là điều mà chúng ta cần phải trân trọng thì lúc đó bạn mới có thể hạnh phúc. Thế nên quá khứ đã qua, hãy đặt nó xuống thật nhẹ nhàng và bạn cần phải nỗ lực cho tương lai tươi đẹp phía trước. Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng, tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông một cô gái muốn qua sông nhưng không đê ư ơ xề. Lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông? Sư phụ điềm đạm nói, ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống? Thông qua câu chuyện ấy cùng lời nói đầy ý nghĩa của lão hòa thượng, chúng ta rút ra được bài học đó trên một cuộc hành trình chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta đem tất cả những mệt mỏi ấy đi theo mình thì có lẽ tâm hồn của bạn sẽ rất khổ đau. Vì thế, khi mọi chuyện đã qua rồi bạn hãy sẵn sàng buông bỏ để tâm được bình an. Buông bỏ để tâm được bình an. Đặc biệt để buông bỏ những phiền não, chúng ta phải kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hãy chấp nhận rằng việc bạn tranh cãi gay gắt với người khác chưa chắc đã là chuyện tốt biết đâu khi cuộc tranh luận ấy kết thúc tình cảm của cả hai đi xuống và trong lòng bạn còn cảm thấy mệt mỏi vô cùng thế nên nếu cảm thấy chuyện đó không có gì đáng để phân thắng thua thì đừng tranh cãi làm gì và cũng đừng vì một phút bực tức chuyện gì mà bộc phát cảm xúc của bản thân quá mức gây ảnh hưởng đến người khác và ảnh hưởng đến cả bản thân bạn